Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Cuộc sống xa xỉ của cô gái mắc Covid-19 Nguyễn Hồng Nhung nhưng ém thông tin. Vào tối ngày 6 tháng 3, thông tin bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam mắc bệnh Covid-19 đã gây bão mạng xã hội. Vậy cô gái này là ai? Vào tối ngày 6 tháng 3, các ban lãnh đạo cấp cao đã mở cuộc họp khẩn cấp tại thủ đô Hà Nội sau khi phát hiện một cô gái sống tại phố Trúc Bạch, Hà Nội có kết quả dương tính với Covid-19. Đã từng tiếp xúc với nhiều người trong một thời gian đã gây bão mạng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, danh tính cô gái người Việt Nam đầu tiên bị mắc Covid-19 đã được dân mạng săn lùng. Cô gái này tên thật là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1993 và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại cô đang làm quản lý của một khách sạn của gia đình tại phố Trúc Bạch, Hà Nội. Được biết, trước khi phát hiện kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, Nguyễn Hồng Nhung đã đi du lịch tới những vùng có dịch bệnh như là Ý, Pháp, Anh và gặp gỡ tiếp xúc với rất nhiều người thân của mình. Mặc dù từng đi du lịch ở một số nước có dịch Covid-19 nhưng sau khi trở về nước, Hồng Nhung đã ém thông tin này. Thậm chí cô cùng ung dung đi bar, đi chơi ở một số nơi tại Hà Nội. Cũng như thông tin được mọi người lan truyền, trước đó chị gái của Nhung là Nguyễn Hồng Nga cũng phát hiện dương tính với Covid-19 nhưng đang điều trị và cách ly tại nước ngoài. Hồng Nhung sinh ra trong một gia đình giàu có nên cuộc sống thường ngày của cô cũng rất xa xỉ. Bên cạnh những món đồ hiệu đắt tiền mà cô thường xuyên trưng diện thì Hồng Nhung còn thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng. Trên trang Facebook của mình, cô thường xuyên khoe những bức ảnh check-in tại những địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như những bữa tiệc sang chảnh khiến nhiều người phải trầm trồ và ghen tị. Ngoài ra, Nhung cũng được biết đến là một rickit nổi tiếng tại Hà Thành. Chỉ trong vòng vài tiếng, cái tên Nhung cũng đã là từ khóa đứng đầu bảng tìm kiếm. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra tức giận về sự thiếu hiểu biết cũng như liên lụy đến bao nhiêu người. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chửi với cô gái. Phản ứng từ cộng đồng mạng rất gay gắt. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.